Đây nha, đây là cái dây chổi của bên mình bán nha. Là cái chổi nó vặn vào đây như này. Gen trong này, gen phi 6 này. Chổi, chổi carbon đúng không? Dùng cho máy tẩy mới hàn inox đúng không? Chỗ này nó bằng đồng này, có gen trong này. Đấy, nếu như mà các bạn mà dùng những cái chổi khác ấy, là giá của nó rất cao, bởi vì nó thiết kế cầu kỳ. Thực chất thì mình không cần nó phải cầu kỳ, quan trọng là cái lông này. Và cái này nó là vật vật tư tiêu hao, cho nên là nó cứ hết thì mình lại thay. Thì cái quan trọng là cái này nó phải rẻ. Cái này bên mình bán rất rẻ. Đấy, nếu như mà các bạn cái cán nó không hợp với cái chổi này, các bạn có thể mua một cái từ đây đến đây của bên mình bán cho các bạn, cũng chỉ vài chục nghìn thôi. Đây, về tháo cái dây của các bạn ra, bỏ cái cán không hợp đi, lấy cái đầu dây vặn vào cái con ốc này, sau đó thì chụp cái này vào và sử dụng cái chổi này. Có nghĩa bạn chỉ cần mua thêm một cái cán này để mà đổi thành cái cán kia thành cái cán này, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng được cái chổi giá rẻ này mà vẫn đảm bảo chất lượng, tiết kiệm được rất nhiều chi phí, không cần thiết phải dùng những cái chổi đắt tiền hơn làm gì cả. Ok, hy vọng các bạn đã hiểu vấn đề. Đấy, cái cán này mình sẽ bán riêng cho các bạn cái cán này.